Rồi, mình chào quý vị và các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video mới là cái chủ đề hôm nay của mình là sẽ thanh toán thẻ tín dụng nha các bạn. Mà thanh toán tại nhà, thường thường các bạn xài thẻ tín dụng thì các bạn xài xong các bạn phải ra ngân hàng đóng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái video là giúp các bạn đóng tiền tại nhà luôn nha. Ok các bạn ơi, thì các bạn muốn đóng như thế nào thì trước tiên các bạn phải có app Sacombank nha các bạn. Thì mình sẽ thực hiện là thanh toán thẻ tín dụng trên app Sacombank nha. Trước tiên các bạn truy cập vào app Sacombank giúp mình. Đó, cái app này đã liên kết cái thẻ mình rồi nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn sẽ vô ngay chỗ là giao dịch nè. Đó. Rồi, thì nó sẽ nổi lên cái trang như thế này thì các bạn chọn vô ngay chỗ là thanh toán thẻ tín dụng ha. Đó, bên phải nè. Xong nó kêu mình nhập mật khẩu Sacombank của mình nữa các bạn, thì các bạn nhập mật khẩu vô. Đó, thì nó đưa mình tới cái giao diện như thế này. Đó. Thì các bạn nào á có xài app Sacombank thì nó sẽ nổi cái tài khoản Sacombank lên, mình sẽ chọn vô chỗ này để mình lấy cái tài khoản chính của mình ra ha. Đó, các bạn chọn vô cái là rồi, các bạn nhấn tài khoản mình ra. Nhấn vô ngay tài khoản mình ha. Rồi các bạn sẽ chọn thẻ. Đó, ở đây nó có hai loại, một là mình đã có thẻ tín dụng thì mình chọn vô thẻ tín dụng của mình. Còn nếu bạn muốn thanh toán cho người khác thì các bạn chọn ngay chỗ là thẻ tín dụng khác nè, của Sacombank. Còn như đây thì mình sẽ thanh toán dùm cho một người bạn ha các bạn. Đây. Mình chọn vô thẻ tín dụng khác. Ok, thì nó kêu mình nhập cái số thẻ, số tài khoản, thì mình sẽ nhập số tài khoản của một người bạn mình vô để mình thanh toán giùm một người bạn mình ha. Đó, sau khi nhập xong thì các bạn kéo xuống bên dưới thì sẽ nổi tên người đó lên. Đó. Rồi, cái nhiệm vụ của bạn là chỉ cần là bạn nhập số tiền cần để thanh toán bao nhiêu, bạn nhập dưới ô bên dưới như chỗ này. Đây các bạn. Đây ha, chọn vô cái số tiền mình cần thanh toán bao nhiêu. Đó. Thường thường cái thẻ tín dụng mình nó sẽ báo là mình sẽ thanh toán bao nhiêu nha các bạn. Đó, mình sẽ thanh toán vô cái thẻ này 300.000. Đó, sau các bạn nhấn chữ kiểm tra lại, các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình ha. Đó, sau khi nó nhấn tiếp theo thì nó nổi lên như thế này. Các bạn nhấn vô tiếp cái này tiếp theo nữa. Đây ha, kiểm tra thông tin lại kỹ rồi nhấn vô ô tiếp theo. Đó. Đó, nó kêu mình nhập mã cái pin. Mã pin bát thì cái mã này là cái mã của app Sacombank mình nha các bạn. Đó, thì các bạn cần nhập cái mật khẩu của app Sacombank mình thôi. Đó. Đây, nó đã thanh toán thành công nè. Đây ha. Nó đơn giản nha các bạn. Đó. Đây mình có thể kiểm tra thông tin lại. Đó. Mình vô chỗ chi tiết giao dịch nè. Đó. Rồi thanh toán cho ai, tên, tài khoản. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã thanh toán thành công cho một thẻ tín dụng tại nhà nha các bạn. Thì mình cũng xin phép dừng video đây ha. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.